Chào mừng các bạn đến với lại với vlog của mình. Thì trong cái vlog lần này nhá, thì mình sẽ không có review nhiều quá về các sản phẩm, mà mình sẽ nói, mình sẽ đưa ra những cái quan điểm của mình về những cái trào lưu trong skincare. Mà trong những năm gần đây á, cái giới skincare, cái thế giới beauty ở Việt Nam đang nở rộ rất là nhiều. Và một phần nào đó, những cái trào lưu, những cái sản phẩm nó bị thần thánh hóa một cách quá đà. Mà rất rất nhiều người, kể cả các bạn học sinh sinh viên hoặc là bất kỳ độ tuổi nào cũng muốn đầu tư vào những cái sản phẩm đó. Mặc dù cái công dụng của nó thực sự mang lại thì nó không quá bất ngờ. Nó thật sự là không quá bất ngờ luôn. Bởi vì đã có rất là nhiều bạn phải dành dụm tích góp tiền để mua những cái sản phẩm đó. Tuy nhiên sau khi sử dụng xong thì kết quả cũng không phải thật là surprise, mà một vài bạn còn bị cái kích ứng ngược lại và những cái tác dụng phụ. Cho nên đó là hôm nay mình muốn chia sẻ ra những cái quan điểm, những cái suy nghĩ của mình. Bởi vì mình thấy là mình đã đọc trên những cái group beauty reviews thì họ đánh giá và họ kiểu như là đề cao cái tác dụng của cái dụng cụ máy rửa mặt quá nhiều. Mình nói thiệt luôn đó là mình đi đâu á, mình thấy kiểu như là có một vài bạn hỏi là em bị mụn đầu đen, bị sẹo bã nhờn thì làm cách nào để hết. Thì mình đọc thì rất nhiều comment nói là sử dụng máy rửa mặt đi, chắc chắn sử dụng máy rửa mặt sẽ hoàn toàn hết, và chắc chắn nó sẽ rất là nhanh, trong khoảng 1-2 tuần thì sẽ không còn mụn đầu đen, mụn sẹo bã nhờn nữa. Với cương vị là một người sở hữu làn da dầu nhờn, dễ bị nổi mụn, có nhiều sợi bã nhờn, thì mình muốn chia sẻ ra cái quan điểm thẳng thắn và rất rất chân thật của mình. Một người đã sử dụng máy rửa mặt hơn 2 năm nay thì mình nói luôn là những cái điều mà được PR, được những cái brand mang đến cho khách hàng như là sử dụng máy rửa mặt sẽ hết sạch mụn đầu đen, hết sạch và sẹo bã nhờn, thu nhỏ lỗ chân lông, chống lão hóa vân 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 vân. Thì mình nói là đừng hoàn toàn tin, bạn phải tự cảm nhận. Và nếu cái máy rửa mặt mà nó có thể thay thế những chức năng và có thể có hiệu quả trong việc chống lỗ chân lông, trị lão hóa, sợi bã nhờn vân 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 á, thì cái spa không còn tồn tại nữa các bạn ạ. Mình nói thật sự luôn, thì những cái vấn đề rất là khó, ví dụ như lỗ chân lông đi, nó không phải là cái vấn đề ngày một ngày hai, nó không phải là chỉ là những cái mụn đơn thuần. Thì cái vấn đề lỗ chân lông á, chỉ có cách là đi làm các thủ thuật máy móc, đi laser, đi PRP, đi lăn kim, vân 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 các biện pháp, hoặc đơn giản nhất là peel, thì may ra những cái biện pháp mà được đầu tư bởi máy móc và có bàn tay của bác sĩ thì nó mới có một cái sự khác biệt trên làn da, có một sự biến đổi về kích cỡ lỗ chân lông hoặc là những vấn đề khác về da. Còn với mình á, những cái máy rửa mặt này á, nó chỉ có công dụng trong việc làm sạch thôi, đơn giản chỉ là làm sạch da hơn là bàn tay. Còn lại á thì đừng thần thánh hóa nó quá là. Và bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào cái video hơn, và mình sẽ trả lời những cái question, những cái câu hỏi mà có rất là nhiều bạn đã đặt ra. Bởi vì là mình thấy là có rất nhiều cái tư tưởng sai lầm đối với cái việc sử dụng máy rửa mặt, và mình sẽ trả lời trong những cái câu hỏi sau đây. Let's go. Mình sẽ nói qua những cái loại máy mặt cơ bản trên thị trường hiện có. Thì các bạn sẽ thấy là trên thị trường có rất là nhiều cái brand sản xuất máy mặt. Trong đó có hai cái brand lớn nhất, nổi trội nhất, đó chính là cái Foreo và cái Clarisonic. Thì hai cơ bản thì hai cái này nó thuộc hai cái mảng khác nhau, bởi vì là cái kết cấu, cái chất liệu của nó khác nhau. Ví dụ như là cái Foreo này, cái chất liệu của nó đó chính là cái silicone, không có cái Clarisonic ở đây. Thì mình có một cái loại khác, đó chính là cái Face Spa Pro của cái hãng này, Pro này nè. Nó kiểu như là nó thuộc cái nhà Oral-B á, mà cái hiệu mà bà nhỏ đánh răng mà các bạn hay dùng á. Thì đây cũng là một cái loại như là nó có những cái sợi như thế này, giống như là cái sợi bà chải răng á, thì nó có thể là cái latex hoặc là cái nylon. Thì nó chỉ là cơ bản là nó sẽ chỉ rung như vậy thôi. Đó thì nó tương tự, thì cái cơ chế hoạt động của cái máy mặt Clarisonic nó cũng như vậy. Thì ngoài hai cái ông lớn là Clarisonic và Foreo ra thì còn có rất là nhiều những cái brand nhỏ lẻ. Thật ra thì mình không có cái cảm tình với những cái brand nhỏ nhỏ này lắm, bởi vì mình cảm thấy là họ đang đi theo cái đà, đi theo cái trend sử dụng những cái thiết bị rửa mặt, và họ muốn đưa ra những cái sản phẩm giá rẻ và chỉ vài trăm ngàn thôi các bạn khoảng 500 ngàn các bạn thấy mua một cái rồi. Và có những cái như là của Miniso, những cái của Khửa, nó chỉ có vài chục ngàn, 100, 200 ngàn đấy, như Shopee đầy luôn á. Mình cảm thấy là nó rất là
Chả hiểu sao mà thấy xuất ra được, mà chả hiểu sao lại có người mua. Thì hơn 2 năm trước mình có mua cái này, đó chính là cái mình nghĩ là rất nhiều bạn biết, đó chính là cái Halio. Thì cái đợt đó thì rầm rộ Việt Nam, đó chính là cái Halio và cái Sun Mei. Thì mình sẽ thêm bên đây. Thì nói thật ra thì hai cái brand này lúc đó rất rất giờ nhiều người dùng, và có rất nhiều beauty blogger quảng cáo, cũng như là những cái bài seeding trong những cái group beauty á. Thì mình thật sự là mình cũng không nhắc tới, nhưng mà mình phải nói ra để các bạn biết á, là những cái brand này họ làm marketing quá nhiều, họ làm cái marketing quá tốt, họ làm những cái PR nó quá đỉnh, cho nên nó là thuyết phục người dùng và rất rất nhiều người mua hàng. Thì đầu tiên hồi đó mình hơn 2 năm trước mình cũng sử dụng cái này, mình rất là mê nha các bạn. Bởi vì đây là lần đầu tiên mình sử dụng một cái thiết bị rửa mặt mà nó rất là tối tân, nó rất là đã, rất là phê. Mình là cái người mà thuộc cái dạng hồi đó nha, thì mình rất thích cái kiểu mạnh bạo trên da. Mình thích rửa thật sạch bởi vì da mình da dầu mà, cho nên mình rất thích cái này. Tuy nhiên một ngày sau đó mình đã qua nhà bạn của mình, và bạn mình có cái Foil Luna 2, mình sẽ để hình ở đây. Thì sau khi mình xài cái đó mình cảm thấy trời ơi, nó quá là phê, nó thực sự là nó phê kinh khủng luôn, bởi vì cái lông của nó rất là mềm và nó dài. Và sau khi mình sử dụng cái đó thì mình hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, và lúc đó mình cảm thấy là đúng là tiền nào của đó. Thì mình đọc thêm rất là nhiều những cái tài liệu khác, và mình biết được là nếu mà các bạn sử dụng những cái máy rửa mặt mà cái lông nó rất là ngắn và rất là cứng như thế này á, thì sau này thì nó có thể mang lại những cái hiệu quả xấu trên da, ví dụ như là chảy xệ vân 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 vân. Mình chưa tới mức đó, mình chưa gặp cái tình trạng đó, nhưng mà mình cảm thấy là sau khi mình sử dụng cái Froyo, mình cảm thấy là cái chất lượng nó gấp 100 lần cái Halio này. Thì đó mình mới bỏ cái Halio và mình phải đi mua một cái máy, đó chính là cái Froyo Luna Mini 3 này. Thì đó là nói sơ qua, cho nên là mình thấy là nếu mà đã đầu tư mua một cái máy rửa mặt đó, thì hãy đầu tư cho đáng, hãy mua thẳng cái Froyo. Hoặc là nếu bạn thích những cái loại sợi như này á, thì mua của cái thằng Clarisonic, mặc dù là hình như là bây giờ là nó đã để đơn phá sản hoặc là đóng cửa vĩnh viễn, bởi vì hình như là L'Oreal mua lại phải, mình không nhớ kỹ lắm, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ comeback lại thôi và các bạn vẫn có thể mua. Tuy nhiên mình không thích những cái đầu như thế này, bởi vì là các bạn phải thay thế tầm khoảng từ 3 đến 6 tháng sử dụng. Còn cái này thì bạn không cần thay, các bạn chỉ cần rửa với dung dịch vệ sinh của nó thôi. Thì một cái câu hỏi mà đặt đấy theo chính là liệu ai nên và không nên xài sử dụng máy rửa mặt. Thì các bạn nên đọc rõ câu hỏi là nên và không nên, chứ không phải là cần phải và không cần, ok? Thì cái vấn đề mà sử dụng máy rửa mặt á, thì nó tùy thuộc vào cái nền da của bạn như thế nào. Thí dụ bạn có một cái tiếp da dầu và dễ đeo mụn, cũng như là có mụn mẫn, thì các bạn nên sử dụng máy rửa mặt, bởi vì nó có thể giúp bạn làm sạch tốt hơn, loại bỏ tất cả những cái bã nhờn sau bên trong lỗ chân lông mà bình thường những ngón tay các bạn không thể làm được. Thì đó nó có thể giảm cái việc mà bí tắc lỗ chân lông, và bí tắc lỗ chân lông đó là cái nguyên nhân chính dẫn đến mụn. Cho nên là khi các bạn sử dụng máy rửa mặt này nè, dành cho những bạn da dầu, thì các bạn sẽ cảm thấy là khoảng một vài tháng sau thì các bạn sẽ thấy là cái mặt mình nó đỡ gây mụn hơn, bởi vì nó giảm được cái tình trạng bí tắc lỗ chân lông trên da, cho nên là nó rất là hỗ trợ, rất là tốt trong việc chữa trị mụn. Tuy nhiên á, đối với những bạn mà đang sử dụng mụn viêm á, có rất nhiều mụn viêm mặt á, thì mình khuyên là hoàn toàn không nên sử dụng máy mặt. Bởi vì thì những cái máy mặt này nè, mặc dù các bạn có thấy là những cái sợi lông của nó rất là mềm, những cái sợi lông silicone này lên da nó rất là êm ái, đúng không? Tuy nhiên thì nó có thể làm vỡ những cái mụn viêm của các bạn mà các bạn không biết. Khi mà nó vỡ cái mụn viêm này đó, thì những cái vi khuẩn mụn nó có thể lan ra những cái vùng da bình thường, nó sẽ lan ra những cái vùng da không có mụn, từ đó sẽ dẫn đến cái việc breakout và cái tình trạng mụn của các bạn sẽ trở nên tệ hơn. Đó chính là cái lý do tại sao mà rất là nhiều bạn gặp tình trạng breakout khi bắt đầu sử dụng máy rửa mặt, bởi vì là nó có thể làm lan những cái vi khuẩn mụn vào những vùng da khác. Ngoài ra thì ví dụ những bạn mà chỉ có tầm khoảng một hai cái cục mụn viêm này thôi á, thì mình khuyên các bạn là khi các bạn sử dụng á, thì các bạn nên né cái cục mụn viêm đó ra, né một cái vùng luôn nha, các bạn khoanh vùng đó, các bạn né ra luôn, thì sẽ đảm bảo là cái mụn viêm đó nó sẽ không bị vỡ ra, và đảm bảo là những cái vùng da không mụn nó sẽ vẫn được an toàn và đảm bảo, ok? Nếu các bạn sử dụng da khô thì các bạn không có gặp quá nhiều về vấn đề dầu tiết ra trên da, cho nên nó là cái việc sử dụng máy mặt này thì nó thật sự không có cần thiết. Còn mình không có khuyên là sử dụng hàng ngày, chứ những bạn mà sử dụng làn da dầu thì các bạn mới sử dụng hàng ngày thôi. Và mình khuyên nha, chỉ sử dụng đúng một lần một ngày, chỉ sử dụng vào buổi tối thôi, đừng có ham mà kiểu như là muốn tận dụng triệt để cái giá trị của máy rửa mặt này, phải sử dụng sáng tối mỗi ngày á, thì cái da bạn sẽ rất là dễ kích ứng và nhạy cảm, bởi vì da bạn nó được exfoliate quá nhiều. Ok.
Ngoài ra một cái quan điểm mình cảm thấy rất là sai, đó chính là nhiều bạn nghĩ là sử dụng máy rửa mặt thì nó là kiểu như là nó làm cho cái quá trình cleansing của mình được tối tân, được hiện đại hóa và được bước lên một cái tầm cao mới, với các bạn có thể bỏ đi cái bước tẩy trang. Thì điều này là mình hoàn toàn không nên. Ok, với mình đó, cái bước tẩy trang vẫn là một cái bước rất là quan trọng, đặc biệt là đối với những bạn mà make up đi ha. Thì ví dụ như là bạn make up vùng mắt, môi, thì thực sự là sử dụng máy mặt này các bạn không thể massage vùng mắt được, nó rất là đau, và đặc biệt là cái vùng da mắt nó rất là nhạy cảm. Nếu các bạn trực tiếp mà để vào quá lâu quá thì có thể dẫn đến cái vùng chảy xệ cái vùng mắt này, đúng không? Ngoài ra khi mà cái môi nè, cái da môi rất là nhạy cảm, ví dụ bạn di quá lâu để làm sạch được cái lipstick, cái son môi á, thì nó cũng thể gây kích ứng. Vì thế là các bạn cần phải có một cái loại tẩy trang riêng biệt luôn. Mình vẫn ưu tiên là double cleansing trước. Double cleansing vẫn quan trọng hơn rất là nhiều. Các bạn có thể không sử dụng máy rửa mặt nhưng các bạn vẫn phải sử dụng nước tẩy trang. Ok, một cái lưu ý cũng rất là quan trọng, đó chính là trong cái việc mà chọn lựa sử dụng những cái loại rửa mặt thì các bạn nên sử dụng những cái loại foaming cleansing, có nghĩa là những cái loại rửa mặt mà nó có tạo bọt tốt, chứ đừng sử dụng những cái loại như là Cetaphil hoặc là các CeraVe mà cái dạng mà không có bọt á. Thì thực sự là nếu các bạn có bỏ lên đây á thì nó cũng nó không có tạo bọt và nó cũng không có hỗ trợ cái việc làm sạch tốt nữa, cho nên mình vẫn khuyên là các bạn sử dụng những cái loại mà nó có tạo bọt. Ngoài ra thì các bạn tuyệt đối không nên sử dụng chung với những cái loại mà có dạng scrub, bởi vì khi mà những cái scrub trên da các bạn chà bằng tay thôi thì các bạn đã cảm giác là cái da của mình đang được tác động mạnh bởi những cái hạt scrub đó, chứ đừng nói các bạn bỏ lên cái máy rửa mặt và cùng với cái việc rung của cái sợi silicone sau đó là cái scrub nữa, thì nó thực sự rất rất là có một cái công lực mà tàn phá da bạn rất là ghê gớm luôn á, tin mình luôn á. Mặc dù các bạn xài các bạn cảm thấy rất là phê bởi vì da mình như đang được massage bởi những cái thứ li ti nhỏ, tuy nhiên cái vấn đề này cực kỳ là nguy hại cho đến làn da của bạn, cho nên là mình hoàn toàn là không có khuyên các bạn sử dụng cái này với lại những cái loại sinh mặt dạng Ngoài ra thì mình cảm thấy là đọc đọc những cái bài post của những cái bạn mà seeding cho những cái brand máy rửa mặt á, thì họ nói là có thể sử dụng máy rửa mặt để có thể tẩy da chết những cái phần bộ phận khác như body như là tay chân đùi mông má của mua các thứ, thì mình cảm thấy rất là thiếu khoa học và thiếu cái sự cảm nhận, nó hoàn toàn phục vụ cho mục đích bán hàng. Các bạn phải biết á là cái vùng da mặt và cái vùng da body nó hoàn toàn khác nhau, cái lớp sừng của cái body và cái lớp sừng trên da mặt nó hoàn toàn khác nhau. Các bạn có thể mang, các bạn có thể transfer những cái bacteria, có nghĩa là những cái vi khuẩn từ những vùng khác như vùng body lên cái vùng da mặt, nó rất là mất vệ sinh, cho nên là mình hoàn toàn bác bỏ cái ý kiến này. Thì các bạn đã xem những cái beauty blogger khác ở nước ngoài đi nha, mình thì mình thường xem ở nước ngoài hơn á, thì mình cảm thấy là họ rất ít khi đề cập đến cái việc mà sử dụng máy rửa mặt. Họ thật sự không có overrate và họ không có thật sự là đề cao cái công năng của cái máy mặt này quá nhiều. Và nếu mà các bạn đi gặp những cái bác sĩ da liễu á, thì nếu mà khi mà họ bác sĩ da liễu kê cho bạn những cái đơn thuốc hoặc những cái phác đồ về skincare, thì mình nghĩ là chắc không có ai mà bắt bạn là phải đi mua một cái máy mặt đâu. Các bạn thấy phê các bạn xài, còn không biết phê thì cũng không cần phải xài bởi vì nó cũng không có cần thiết. Đối với mình thì cái câu mà cần hay không cần nó rất là khó, nó rất là ý mình nói là nó rất là khó để trả lời, bởi vì nó thuộc vào cái da các bạn cần hay không, da bạn có nhiều dầu không, có bị mụn không, da bạn khô bạn không cần xài, da bạn dễ các bạn xài gì đó, chứ chi ra 3 triệu mà tiện mua về không xài là chi, đúng không? Nhiều bạn mắc cười đó mấy bạn, nhiều bạn ngộ lắm, bỏ ra 3 triệu 5 triệu một cái máy mặt mà để mua không xài, tháng xài lần ô chi vậy ba. Thì đây chính là tất cả những điều mà mình muốn chia sẻ tới các bạn. Thì mình mong là những cái điều mình vừa chia sẻ nó thật sự hữu ích và gửi đến cho bạn những cái kiến thức để các bạn có thể make decision, để các bạn có thể đưa ra những quyết định là liệu các bạn có cần đầu tư sử dụng mua máy mặt hay không. Nếu các bạn có bất kỳ cái thắc mắc nào thì đừng quên comment bên dưới, cũng như là nếu các bạn có những cái ý kiến là như là có những cái sản phẩm mà đang được kiểu thần thánh quá đà thì các bạn có thể comment bên dưới. Mặc dù mình biết là những cái clip như thế này nó khá là động chạm, nó cũng khá là nhạy cảm, dù thì họ không có lỗi bởi vì đó chính là thuộc về cái business, nhưng mà mình vẫn muốn nói ra những cái lời chân thật nhất
dành cho những bạn đang xem vlog của mình, bởi vì mình không muốn các bạn bỏ tiền oan và hy vọng vào những sản phẩm đó quá nhiều để rồi thất vọng như là mình đã từng. Mình mong là các bạn có hiểu được cái phần nào mình muốn nói lên. Và bạn hết rồi, subscribe, like ở bên dưới. Và có thể theo dõi mình trên Instagram chính là Harry Daily, và cái Facebook page là Harry Review, nơi mình chia sẻ những cái post và cập nhật những cái video mới nhất. Bye, hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Bye.